Đây là đường đường Dương Lôi, cả bên kia cũng là đường Dương Lôi. Hai đường rồi, Dương Lôi hai đường. Vâng. Giữa làng và hai đường hai đường. Còn là nó đường đi bản cờ ấy. Vâng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn thuộc địa chỉ là Cầu Giàm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Vâng, chuyên bán các loại dòng dàn âm thanh nghe nhạc cũng như là chuyên tư vấn phối ghép với những cái sản phẩm âm thanh nghe nhạc cao cấp hay những dòng âm thanh nghe nhạc hai chức năng trong gia đình hay là trong phòng hát. Vâng, buổi tối ngày 22 tháng 10 năm 2024 và lúc này đây thì tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Đức Anh. Vâng, tại bác Quang Anh ạ. Vâng, tại Tân Hồng và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Vâng, bác Anh thì rất là yêu mến về những cái dòng sản phẩm âm thanh nghe nhạc. Đấy thì qua điện thoại trao đổi thì bác cũng rất là tin tưởng vào cửa hàng. Thì bác bảo là muốn là sắm một bộ dàn, thứ nhất là về là để trưng bày, thứ hai là để về là nghe nhạc và nghe đài tiếng nói Việt Nam. Đấy, trong khi đó thì cửa hàng của chúng tôi là có rất là nhiều những cái dòng dàn. Đấy thì qua điện thoại nhìn hình ảnh thì bác Anh cũng rất là ưng ý cái bộ dàn Kenworth K7000. Một trong những dòng dàn là phải nói là rất đẹp, rất độc, rất hiếm và cực kỳ là hay. Vâng, bộ dàn Kenworth K7000 thì trên cửa hàng người ta báo giá tới quý bạn là 34 triệu đồng các bạn nhé. Đấy thì còn việc lắp đặt thì bác Anh là cũng thanh toán tiền xe rất là đầy đủ. Bộ dàn thì đến đây thì tôi cũng đã hướng dẫn cách rất là chi tiết, cách kết nối USB Bluetooth và cách mở đĩa hoặc là nghe đài tiếng nói Việt Nam qua điện thoại các bạn nhé. Đấy, kết nối qua điện thoại luôn. Đấy thì hiện tại bác đang nghe đài qua điện thoại, bác là một phần là để trưng bày trên cái sập, một phần là thỉnh thoảng là nghe nhạc lúc trông cháu thôi. Và tôi cũng đã lắp xong rồi, thì cũng đã hướng dẫn chi tiết cho bác Anh là sử dụng bộ dàn làm sao là đạt hiệu quả cao nhất trong khi nghe nhạc. Và bác cũng nhìn bộ dàn, nói chung là dàn bãi các bạn ạ, nhưng mà nhìn rất là đẹp. Vâng, bây giờ thì cũng đã là hơn 8 giờ tối mà tôi cũng phải di chuyển sang bên Thuận Thành, Bắc Ninh để tiếp tục là lắp đặt cho một bác nữa là một bộ dàn. Thì tôi cũng xin phép là sẽ làm một clip rất là ngắn thôi. Và nếu quý vị và các bạn mà chúng ta cần tư vấn thêm với những dòng sản phẩm âm thanh nghe nhạc ấy, thì quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho cả của chúng tôi qua hai số điện thoại là 0982760098 và số thứ hai là 0936808363. Vâng, và cũng thay mặt cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bác Anh. Vâng, xin kính chúc bác và gia đình nhé luôn luôn mạnh khỏe cũng như là công việc làm ăn thuận lợi và may mắn. Vâng, cảm ơn bác ạ. Vâng, cảm ơn bác Anh. Và cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi đăng ký của kênh. Xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị và các bạn cũng như là gia đình bác Anh là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi và may mắn, và buổi tối là có những giây phút là nghỉ ngơi vui vẻ bên cạnh người thân, bạn bè và gia đình. Vâng, xin kính chào tạm biệt và cũng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo.